Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thực hiện cái công đoạn này nha các em. Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy dao, dao cắt cái đầu dưa này ra. Đây, cắt một khúc đầu dưa này ra nè. Rồi, đây là phần dưa chúng ta đã cắt ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng muỗng nạo cái phần đỏ đỏ này ra tô. Xong rồi giữ nguyên cái lớp vỏ cứng mà sẽ dùng muỗng. Muỗng đây, nạo cái phần nhân này ra. Chúng ta hấp quả dưa nè.
rất là nóng. Nó nóng lên trên đây luôn rồi. Đây sau 15 phút thì chị đang nấu tôm đây. Đây, không biết nó chín chưa. Mở ra coi thử nó chín chưa nha. Wow, thơm quá à. Ồ, như nó chín rồi đó. Như nó chín rồi nè. Nó chín rồi, vậy bây giờ chị tắt bếp nè. Chưa. Đây, chị tắt bếp rồi. Ồ, nó rất là nóng. Wow, hấp dẫn quá. Thơm quá à. Chị muốn ăn liền luôn. Trong khoảng thời gian nấu tôm thì chị đã chuẩn bị một chén nước chấm như thế này. Đây, bây giờ chị sẽ thưởng thức coi nó chín chưa nha. Thơm quá. Nóng. Đây. Ngon quá à. Đây là một bạn tôm dễ thương xinh xắn. Và bây giờ chị sẽ thử ăn coi nó chín chưa nha. Nóng quá. Bóc tôm ra ăn nè. Xong, chị đã bóc xong con tôm rồi nè. Bây giờ chị sẽ ăn thử coi nó có ngon không nha. Đây, chị sẽ chấm chén mắm. Ngon á. Rất là ngon luôn. Nó có mùi thơm của dưa nữa. Mùi thơm của dưa và mùi của bia. Tôm này thì chị chấm đây tới đây nè. Chén muối ớt với nè. Ớt và chanh nữa. Rất là ngon. Ngon quá à. À, và các em chú ý, cần chú ý điều này nha. Khi các em làm cái dưa này thì lúc mà các em nạo cái gì ta? À, cái ruột của dưa á thì các em không có được nạo cái dưới cái với cái chỗ này, các em không có được nạo sâu quá nha. Vì nạo sâu quá là lúc mình nấu ra nó sẽ bị chảy nước xuống dưới dây này. Đây thấy chưa, hồi nãy chị làm là cái nước nó bị chảy xuống một chút, tại vì chị nạo hơi sâu xuống phía dưới. Đây nó bị cháy nè, dưa nó bị cháy đây luôn rồi. Nước còn chảy xuống này các em. Rồi khi các em làm nhớ chú ý cho chị cái đó nha. Mình không có được nạo mỏng quá, thì mỏng quá là nó sẽ bị chảy nước luôn. Bây giờ chị sẽ tiếp tục ăn này. Ngon quá. Tiếp tục bóc vỏ tôm. Ngon quá. Chị chưa bao giờ ăn cái tôm nào ngon như tôm này luôn á. Nó rất là ngon, mùi rất là thơm. Tuyệt vời. Rất là ngon. Đây, nhìn nó rất là hấp dẫn luôn. Ngon quá, tuyệt vời quá. Và video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu các em thích video này của chị thì hãy like, share và subscribe kênh để là người đầu tiên theo dõi các video tiếp theo của chị nha. Cảm ơn các em rất nhiều. Bye bye.